chiều cao vượt trội trong mô hình của huấn luyện viên Arsene Wenger trước kia. Ông cao tới 1m98 và lợi thế này giúp cho Conor McGregor tỏ ra vượt trội trong những tình huống trông có mộng. Nếu như Kalin Scott phải đối đầu với Conor McGregor thì rất khó để anh có thể ghi được cú sút bằng đầu, cú sút bằng đầu đầu tiên của Danny trong kỷ nguyên Premier League. Đây là cá bóng. À, con cá bóng này thì nuôi cũng rất là dễ và nuôi trong hồ cá thủy sinh. Thì con này thì hay cắn phá mấy con khác. Rất là nhanh, rất là mất rồi. Nó lẩn trốn nữa. Và nó có chức năng chính là để dọn dẹp vệ sinh hồ thủy sinh. À, màu vàng và chuối rất là đẹp, bắt mắt và cũng rất là nghịch. Zoom nó lên nha. Đó, nó hay nấp rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tổng hợp những cái video về khả năng quậy phá của con cá bóng này.